Thưa quý vị, nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành. Nghị quyết nhằm giúp du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Nghị quyết chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục đối với du lịch như hành lang pháp lý cho đầu tư phát triển du lịch chưa đột phá, chiến lược thị trường chưa linh hoạt, sản phẩm du lịch không đa dạng, các dịch vụ chưa kết nối để tạo thành hệ sinh thái kinh tế du lịch. Hệ thống hạ tầng còn thiếu, không đồng bộ, chính sách thị thực cũng được đánh giá chưa hợp lý, thời gian lưu trú ngắn. Chính phủ yêu cầu các bộ, trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Kế hoạch đầu tư, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện một loạt các giải pháp khắc phục. Nghị quyết cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi xuất nhập cảnh, đi lại cho khách quốc tế, nghiên cứu mở rộng danh sách quốc gia được cấp thị thực điện tử e-visa,